tiếp theo là đến cái phần nó gọi là với iOS 10 cộng thì Hera Apple Music cảm thế nào. Thì như các bạn biết đấy, đối với Apple Music 10 thì chúng ta họ lại có cái này đấy, tức là một cái version rất là trải nghiệm. Thì buộc lòng là đối với cái ứng dụng mà của chúng ta tức là Eclipse ấy, thì cũng chả phải sửa đổi gì, nhưng mà chỉ sửa đổi mỗi cái là trong cái cấu hình của chúng ta. Ví dụ ở đây tôi đã cấu hình lại một chút đấy, ví dụ chẳng hạn đây chúng ta dùng iPhone 6 trước thì bây giờ iPhone 8, platform 11 iOS đấy, và chú ý là đưa đến cái version mà app birthday mà chúng ta đã làm đấy, rồi 7.11 này, app vision chúng ta 11 đấy vâng, rồi cái hub này vẫn không thay đổi đấy. Ví dụ thế còn ở trong này thì tôi cũng chả cần thay đổi gì, cho nên là tôi cũng không cần thiết phải thay đổi code gì cả, các bạn vẫn giữ số code cũ thôi đấy. Thế còn đối với cái bản này thì đấy, thì đầu tiên tôi có mấy cái phần. Thứ nhất là set the up đấy, tức là cài đặt cấu hình, sau đó validate web web driver. Thực ra cái này cũng là cái rất là bất ngờ liên quan đấy, cũng khá nhiều lằng nhằng liên quan đến cái việc mà tạo thành mấy này, đó là từ Xcode 8 trở lên đấy. Thì ở đây nhá, thì bạn sẽ cài Katha nếu bạn là Mac này, bởi vì là thực ra thì Xcode cũng chỉ test được trên Mac thôi đấy. Thì cái câu lệnh này cài iOS deploy, cài Spreadsheet, rồi đặc biệt đấy bạn phải update web driver. Đây tôi cũng đã bôi đỏ lại cái này, thì lấy source về từ cái nguồn này GitHub đấy, xong rồi chạy update. Xong bạn lưu ý nhé, bạn vào cái thư mục này đấy và bạn update tiếp đấy, script bootstrap. Thì từ đó mà cái thằng mà đối với cái thằng mà máy ảo ấy thì nó sẽ tự động cài lên cho bạn một cái web driver ở trên đó đấy. Thì bây giờ tôi cứ thử chạy với cái ứng dụng mà Xcode 8 như tôi đã cài, và bây giờ tôi đã chạy với những cái bài toán tương tự như lúc nãy đấy. Ví dụ chẳng hạn như là đây, nhưng mà có một chút là đối với cái nốt này đấy, post tức là tìm vị trí, tìm kích cỡ rồi màu sắc gì đó, thì các bạn lại không phải 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 như kiểu chúng ta như là trước đây chúng ta phải tìm nốt, tức là sau khi chúng ta set up rồi đấy, set the app rồi rồi cài cắm cấu hình rất là nhằng đấy, sau đó thì chúng ta mới gọi là đúng rồi. Tất nhiên thì trong cái Xcode 8 thì bạn đầu tiên bạn cũng phải là update cái Appium đấy. Đây, update Appium đấy, với Xcode 8 nhé. Đúng rồi, cho nên phải update Appium đã. Đấy. Sau đó cài Katha rồi update lại tiếp web driver để fetch Katha đấy. Cái cách mà ví dụ chẳng hạn như là một máy Mac của bạn có thể có nhiều Xcode thì bạn có thể thay đổi cấu hình Xcode 7 hoặc Xcode 8, 9 đấy. Và đặc biệt trong quá trình chạy Appium bạn thấy có nhiều vấn đề quá cần phải queue các Appium thì bạn có thể list ra bằng câu lệnh này. Đây, bằng cái lệnh mà a sổ dọc một cái trong cái chữ Appium. Sau đó thì bạn dùng lệnh queue để queue process đi. Đấy. Thì tất nhiên lấy câu lệnh chạy instrument iPhone X này thì cũng đưa lên thôi. Đấy. Thì đấy là những cái quan trọng mà đầu tiên các bạn làm. Và trước khi để chạy thì có lẽ là mình phải bật ra cái này để mà vào trước để xem cái nốt cũng chứ bạn thôi, bởi vì tôi không biết cái nốt nào là cái nốt tôi cần validate. Đây, tôi sẽ thay thế vào đây. Rồi, ok. Đấy, và tôi bật cái server ở trên máy này. Tất nhiên là bạn dùng cái này bạn cài ở trên máy này cũng được, hoặc là bạn cài ở trên cái máy kia cũng được. Nó nói sao? Starting Appium server get start info này. Tại sao lại không được nhỉ? Liên quan tới nó có cần cái gì đâu nhỉ? Thôi rồi, tôi sẽ tắt cái này đi. Tôi bật cái khác. Bật cái này đi xem nào. Xem nó có bị start it on server không. Rồi, ok. Đó, tức là quan trọng là mình phải tìm ra và được tìm ra được cái yếu tố này để chúng ta có thể tìm ra được cái Appium driver. Bởi vì thực ra từ đầu đến giờ tôi chưa start một cái Appium web nào thì tôi nghĩ rằng nó phải chạy được. Nhưng mà đây thì nó lại cứ bị đơ thế này. Đấy. Bởi vì trong quá trình mà nó lằng nhằng nhất là trong cái quá trình bạn cài đặt thôi. Ví dụ chẳng hạn như là đây, ví dụ chẳng hạn như là queue này, xong đó thì lại cài đặt Xcode này, đấy xong rồi lại rồi lấy lại cái GitHub web agent về, xong rồi lại lục lọi vào đúng cái chỗ đống này, đấy xong rồi lại bootstrap lại. Đấy thì nó mới là lằng nhằng.
Đấy thì khi đó thì các bạn Appium thì mới run lên được ở trên cái này. Đây thì tôi đã run lên được cái server mà theo cái bản mới nhất Appium này. Tất nhiên là các bạn có thể download ngay về cái bản Appium ở đây không nói đường link download nhỉ. Ở đây Appium desktop đấy nhá. Hoặc Appium desktop. Desktop đấy thì nó sẽ có sẵn ngay trên IO Appium, bạn có thể vào bạn lấy về bất kỳ lúc nào. Đấy. Đây thì tôi sẽ đây là release Appium desktop. Đấy. Install đây rồi. Đấy thì GitHub hay nó có rất nhiều các bản. Đây, ví dụ bạn sẽ phải vào release để bạn download nha. Đấy. Ok, đấy, bạn sẽ vào release đây để mà download. Đấy thì sau khi version này xong ấy thì nó sẽ báo với bạn là tức là bạn phải tìm nốt thì cũng như lần trước thôi. Đây, chúng ta có cái dấu tìm kiếm này thì có nghĩa là đây là Start Inspector, tức là tra cứu và quét xem là cái app của bạn là cái gì. Thế thì trước khi tra cứu thì nó phải yêu cầu một số cái, ví dụ chẳng hạn như là ở đây bạn cần device name đúng không? Đây, device name thế thì bạn sẽ điền hết vào đây thôi. Device name là iPhone 8, tất nhiên là viết đầy đủ chính xác vào. Những cái gì các bạn tham chiến. Đấy, ví dụ chẳng hạn như là platform version này. Để viết cái gì vô thì nó sẽ đánh các giá các bạn là bấy nhiêu khi nó đưa ra cho các bạn của nó. Platform name đấy, iOS app package, lấy app package ra bởi vì nó sẽ build lên trực tiếp cả cái này luôn. Đấy. Nói chung là chú ý đầy đủ. Premium version thôi, bây giờ không biết cái này cũng biết cần thiết không. Đấy, cho nốt vào. Đấy xong rồi bạn start session. Unknown server side when process original get started community bần bờ bài west xem nào. Cái này có gì đâu nhỉ? Ok, thế nên nó có vấn đề thì tôi sẽ start ban đầu iOS lên. Start ban đầu nào. Bây giờ tức là mỗi một cái Xcode ấy thì nó sẽ có một cái ban đầu iOS. Ví dụ chẳng hạn như là simulator ABC đó thì đây thì tôi sẽ start một bạn lên instrument. Tôi copy câu lệnh đây. Đây. Bạn phải quan dần một số câu lệnh đi. iPhone 6.9.3 đây tôi sẽ thay đổi một số cái này đi. iPhone 11.1 đi. Đấy, iPhone 8 đi. Đây. Đấy. Thực ra thì nói chung là đối với cái device nào bạn có thì xử lý. Để xem nào, iPhone 8. Tôi có đánh sai gì đâu nhỉ? 11.1. Đấy, không sao thì tôi sẽ lại để đúng cái tên của nó. Đấy. Rồi, ok, good. Nào, run lên đi. Đấy, thì lúc này tôi thử xem đúng cái bạn này, xem bạn ấy có đây, đây chính là cái web driver mà sau khi bạn build nó thành đấy, tức là nó phải cần thêm một cái yếu tố này nữa thì nó mới test được cái app birthday của chúng ta. Đây, start the session cho The design capability must either thế thì tôi thử cấu hình thằng này lên rồi để xem thằng này nó có run không. Device name text platform version vứt thằng này đi ra nè. Platform name không cần thiết, kit như nó chỉ cần cái này thôi. Stat platform name là ok.
Đó, thế là nó sẽ tự động sau khi điền đầy đủ những cái thông tin mà mình điền vào thì nó sẽ tự động đưa ra cái inspector để mình có thể dò tìm đường với từng cái app của mình. Đây. Nói chung là cũng khá chạy chật. Đó thì sau đó thì bạn sẽ mò vào đúng cái workspace hay là iOS của mình để có thể chạy một cái câu lệnh liên quan tới cái việc là mình run cái ứng dụng đó như là lần trước đối với tất cả những ứng dụng của chúng ta. Đây, ví dụ chẳng InMark. Tôi để sẵn câu lệnh đây. Nào xem bạn này bạn ra được cái gì đây. Không ra cái gì. Đây, bạn ra đây cơ mà. Start session. Đấy, tức là nó tự động cài lên rồi đấy. Đấy. Thế nhưng mà vấn đề tại sao nó không chơi được ra, nó bị lỗi gì để tôi xem nào. Bởi vì cái này nó phải throw out ra một cái hệ thống. Nếu không thì nó sẽ chúng ta sẽ không biết là phải điền vào cái gì mà test với cái gì với cái nốt gì. Gì đây, score error and of make mà cái đi không được. Sao lại sử dụng mình mà cái đi không được nhỉ? Không sao, mình thử run cái này xem. Run theo đúng bản chất của mình. À, ok, good. Nào, xem nó đánh với đúng với cái bậc test case, test kiếp của mình ra không nào. Đấy. Thực ra tôi cũng chỉ validate mấy cái thôi. Validate bức ảnh. Sau đó thì chạy tìm vị trí của cái nút kia. Đấy, xong rồi. Simic sai path. Sai cái cỡ của cái luồng đó. Nhưng mà đây là khác với cái kia. Cái con kia thì cái con 10 có vấn đề. Vấn đề gì? Xem nào. Đây này, đôi khi các bạn thường hay có bị vấn đề nó gọi là failure read-only file system, nó making dir vào đây không được. Rồi, ok, không sao. Cái này thì chắc là do có vấn đề của thằng kia cho nên là nó không cho các bạn vào đúng rồi. Thử xem cái thằng này nó không cần server lock làm cái gì cả. Tôi mong muốn là tôi chặn lại cái này để tôi ghép ra được cái content của thằng kia. Nhưng vấn đề ở đây nó không thể ghép ra được. Đấy. Ok. Rồi, tức là đôi khi thì các bạn hay bị mất cái resource name đây hoặc là var folder đây đây. Making dir private var folder này, đấy, module label này. Hoặc là sẽ là ở trên cùng nó bị cái lỗi gì because read-only private var app content resource executed resource tại sao lại không xử lý được cái này nhỉ? Rồi ok thôi được không sao. Nếu mà như vậy thì có thể rằng content này chúng ta sẽ không xử lý được cái kia. Thôi không sao đây, chúng ta có thể sử dụng qua cái này. Tạm thời đóng cái bạn này lại. Rồi, đây, chúng ta thử run trên cái này xem. Cũng bị lỗi. À, rồi, ok. Engine run không run được. Source lab cũng không run được. Rồi, ok, phải tạm thời tắt nó đi. Đấy, nó sẽ throw out ra cái này cho mình. Với ví dụ lần trước thì mình đã từng chạy được nhưng mà đây đấy thì tự động nó tạo cài web driver cho bạn. Đấy. Sau đó thì nó sẽ bật là đây đúng không? Đây nó chạy rồi đấy. Đấy thì các bạn xem nhé. Đấy, nó sẽ build batch này. Rồi, export path này, đấy. Thì chắc lại đang tìm đấy, bởi vì là chính xác lúc này là tôi đang muốn tìm xem là cái vị trí của cái này nó như thế nào. Đây, tức là
đối với cái app này app kia. Thì ở đây Apple Path Position Expert 3 thì thực sự là đang muốn tìm cái đó để mà đưa ra cái giá trị ở đây đấy. Ok, tôi thử lại một lần nữa khi nếu mà không được rồi. Premium Inspector Condostat. Rồi, ok, đây để tôi thử xem nhé. Rồi sau sẽ trở lại với các bạn.